theo 50 cơn ho điều trị làm sao? Xin chào, tôi là Phạm Xuân Trịnh. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để điều trị heo ho không rõ nguyên nhân. Như các bạn đã biết, ở trong đàn heo nhà chúng ta, khi chúng ta nuôi áp lực quá đông đúc, nó sẽ có hiện tượng là một số con heo nó ho. Tuy nhiên các bạn cần phải phân biệt cho tôi 4 loại ho như sau. Cái loại ho số 1 người ta gọi là ho do suyết, thì nó ho gần sáng hoặc chiều tối và nó có hiện tượng ho khan. Thì các bạn sẽ sử dụng cho tôi Timac kết hợp với là dịch chiết Anagin. Các bạn tiêm 3 mũi liên tục thì nó sẽ hết ho ở trên đàn heo. Trường hợp thứ hai, nó ho do tụ huyết trùng. Con heo nhà chúng ta nó có hiện tượng đỏ người lên và nó ho có đờm, thì đấy được liệt vào ho do tụ huyết trùng. Thì các bạn sẽ sử dụng như sau: dịch chiết Anagin kết hợp với Cephone. Hai cái này các bạn pha lại với nhau, các bạn tiêm 3 mũi, nó sẽ điều trị hoàn toàn bệnh ho do tụ huyết trùng. Loại ho thứ ba là ho do phổi dính sườn. Thì con lợn của chúng ta nó ngồi như chó ngồi, nó ho bụng nó hip hop, mũi thò lò, chết học máu mồm máu mũi, hoặc là các bạn thấy nó cong lưng lên thì đấy là ho do phổi dính sườn. Thì các bạn sẽ sử dụng phác đồ như sau: chúng ta sẽ sử dụng dịch chiết Anagin kết hợp với là đặc trị Timac. Hai cái này pha lại với nhau, tiêm 3 mũi thì nó sẽ điều trị được bệnh phổi dính sườn. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng phác đồ Cephona còng kết hợp với dịch chiết Anagin. Hai cái này các bạn pha lại với nhau, các bạn cũng có thể điều trị được bệnh phổi dính sườn. Tuy nhiên các bạn nhớ cho tôi này, nếu mà trong chuồng heo nhà chúng ta cái tỷ lệ bị phổi dính sườn trên 15% thì chúng ta phải sử dụng vaccine giải độc tố. Thì hiện tại bây giờ trên thị trường có rất là nhiều loại vaccine khác nhau. Các bạn hãy hỏi câu hỏi vaccine giải độc tố thì chủ đại lý sẽ bán cho các bạn vaccine đúng tiêu chuẩn. Và cái loại heo ho thứ ba đó chính là cái loại heo mà nó cứ ho ầm, sau đó các bạn dùng thuốc kháng sinh, các bạn tiêm hoặc các bạn trộn, heo nó sẽ trở lại bình thường. Và sau đó khoảng tầm 1-2 ngày sau khi hết thuốc nó lại ho trở lại bình thường. Có rất là nhiều người sẽ nói rằng đấy là do thuốc, nhưng không phải. Khi chúng ta thấy rằng đàn heo chúng ta ho mà dùng thuốc nó hết ho, sau đó nó trở lại bình thường, thì chúng ta nghĩ ngay đến một cái trường hợp heo nhà chúng ta bị hô hấp phức hợp do sơ cơ virus gây ra, nó hiện tượng viêm kẽ phổi. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phác đồ đặc biệt. Đầu tiên các bạn cần phải làm lại cho tôi ngay cái vaccine sơ cơ virus tiểu đơn vị. Sau đó thì sau khoảng 2-3 ngày sau các bạn sử dụng phác đồ chữa hô hấp phức hợp của Phạm Xuân Trịnh. Và nếu mà các bạn muốn biết phác đồ của hô hấp phức hợp, các bạn có thể bình luận vào phía dưới video này. Tôi sẽ trợ giúp cho các bạn ngay lập tức. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của Phạm Xuân Trịnh, bác sĩ thú y, chuyên gia chuẩn đoán kê đơn bốc thuốc, 14 năm kinh nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại.